Hi, mình Mẹ Tân Tân xin chào mọi người nha. Thì cái video này mình lại tiếp tục với mình không thể nào nói dài với cái video trước nha mọi người. Mình tiếp tục mà mình nói theo cái video trước nha. Mình đã đăng nha. Tự nó dài quá mình phải chia làm hai, các bạn thông cảm nha. Kênh mình còn nhỏ đó, mình nên mình làm video ngắn thôi nha mọi người. Thì tại vì nó rất nhiều câu hỏi, nói về rất nhiều bạn đã hỏi về mũi đó. Thì cái kênh mình quay quanh những cái vấn đề mà nói về làm đẹp, tự vì mình cũng chuyên tư vấn về làm đẹp nha mọi người. Thì bạn nào có cần tư vấn thì cứ comment ở bên dưới kênh của mình ha, Mẹ Đơn Thân TV ha. Còn bạn nào mà muốn tư vấn mà kỹ hơn, thì bạn nào bị nặng hơn á, nói chung là vậy á, thì các bạn có thể kết qua Zalo với mình, thì để mình tư vấn, gửi hình ảnh qua thì mình tư vấn nó ok hơn ha, thì nó cụ thể hơn khi mà cái gì mà mình có thể khuyên các bạn làm lại hay là không lúc nào nên làm lại và không nên làm lại. Mình có thể nhìn qua hình ảnh và cộng lại những cái kinh nghiệm mà mình đã tiếp xúc rất nhiều bạn đã làm đẹp bị lỗi bị hư đó các bạn. Nói về mí nè, về mũi nè, về phun môi nè, mình cũng chuyên về phun xăm nha các bạn. Thì mình chuyên làm đẹp da, chuyên làm đẹp cho tất cả các bạn phụ nữ đó. Thì cho nên mình ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm và mình chia sẻ những cái thực tế nhất, chia sẻ những cái thực tế nhất là những cái mà cái những cái mới nhất mà các bạn mà hỏi mình qua Zalo á, thì mình chia sẻ liền cho các bạn xem. Để các bạn có thể bạn nào mà đã làm đẹp qua rồi mà nó giống giống tương tự với các bạn mà đã gửi cho mình tư vấn á, thì mình tin là sẽ hữu ích cho những các bạn tương tự giống như vậy ha. Còn mình tiếp tục chia sẻ về các bạn này đã tiêm filler mọi người. Thì mình thời gian trước á, cũng lâu rồi mình cũng có chia sẻ về cái tiêm filler đó mọi người. Thì mình cũng khuyến cáo các bạn đừng nên tiêm filler, đừng nên tiêm mũi các bạn. Bởi vì mình sẽ đưa cái hình ảnh lên cho các bạn xem mũi các bạn này, các bạn tiêm lên mũi mà mũi nó tiêm sao mà mũi nó bị chạy xuống, nó không ra sống mà. Nói chung là mình đưa cái hình đó cho các bạn xem, bạn gửi cho mình tư vấn đó thì nói chung là các bạn ấy lại khó chịu, nó đủ thứ lắm. Thì cái mũi nó lại nhỏ, cái lỗ mũi thì trên này thì nó là bè ra đó, y tương tự giống như hình mình gửi cho các bạn xem á. Thì những cái tình huống như vậy á thì các bạn ấy cũng không thấy dễ chịu chút nào các bạn, mà cũng không tự tin khi đi ra ngoài. Thì những tình huống như vậy thì mình đây á, bạn ấy cần mình tư vấn thì mình tư vấn cho các bạn. Mình nên khuyên các bạn ấy hãy lên đến bác sĩ làm lại mũi thôi, chứ còn ngoài ra thì mình cũng không phải chuyên về, mình nhắc cho các bạn biết là mình không có chuyên về cái phẫu thuật nha các bạn. Mình nhấn mí, bấm mí, nhấn mí rút đồng tiền, chứ mình không có đụng tới dao kéo mà đã mình cắt nha, cắt gọt nha các bạn. Mình không sửa mũi nha, mình chỉ là một người thợ phun xăm thẩm mỹ làm đẹp da cho khách thôi. Chứ còn nhưng mà mình kết ra nhiều cái kinh nghiệm là sao, là gì, mình tư vấn rất nhiều bạn và mình cũng từng trải qua, mình cắt mí bị hư bị hỏng đầu, mình làm các thứ đó mọi người ơi. Và mình tiếp xúc với nhiều bạn đã bị lỗi như vậy đó, thì mình kết ra được nhiều cái kinh nghiệm nha các bạn. Thì mình chia sẻ những cái này là thực tế nhất, có thể sẽ hữu ích cho những các bạn mà đã làm đẹp rồi ha, sẽ làm đẹp rồi mà bị hư bị hỏng. Nói chung là bây giờ thời gian này mình thấy nhiều bạn không biết sao, bạn ấy làm toàn là bị lệch mũi không à. Thì mình đang nói cái chuyện filler của bé này nè. Thì filler thì trước tiên thì em ấy, mình đã tư vấn em ấy rồi, thì nên mình lên khuyên lên những tình huống như vậy thì em hãy hỏi lên bên bệnh viện đó, thì lại gom góp tiền đi để dành lên đến bệnh viện cho người ta cạo những cái filler đó ra rồi người ta nâng sống lại cho mình thôi. Chứ thật sự những cái như vậy thì mình không có giải quyết được nha các bạn. Thì mình khuyên, biết rằng nói các bạn đến bên bác sĩ thì cũng như không, nhưng mà mình cũng có lời khuyên cho các bạn như vậy ha, bỏ qua các bạn đó đi ha, bạn tiêm filler nha. Nói chung là mình cảnh cáo các bạn đừng nên tiêm filler cho mũi. Các bạn có thể tiêm ở đâu tiêm, bình thường mình khuyến cáo các bạn không đụng tới filler, nhưng mà bây giờ công thức người ta đang làm đẹp filler quá nhiều luôn mọi người. Nói về thì nó đổi tên ra thôi, nó đổi tên cho cái tên này tên nọ ra thôi, chứ bản chất nó là filler đó mọi người, chứ nó không phải là nó đổi tên cho nó khoa học chút xíu thì các bạn nghe nó mắc tai đi xíu thì các bạn tiêm ha. Nhưng mà mũi thì mình khuyên chân tình luôn, các bạn đừng có tiêm bằng mũi, các bạn có tiền đi sửa nhẹ thôi, đi sửa mũi đi sửa nhẹ thôi, chứ đừng có tiêm nha các bạn. Đừng có tiêm filler lên cái mũi mình, đừng có lấy cái tấm mạng của mình, đừng có lấy cái mặt tiền của mình ra để mà giao phó cho những cái người mà làm tay nghề chưa có đến đâu. Mình nói thiệt,
Nhưng mà mình khuyên câu chuyện tình, nếu các bạn có thể tìm mà muốn tìm ở trong bệnh viện mà nổi tiếng hay gì đó, mình cũng không khuyên các bạn một câu, cũng không nên tiêm bằng cái filler nang mũi. Thà các bạn có thể làm bằng cái sụn đơn giản, cái sụn đơn giản thôi, các bạn cứ làm một cái sụn đơn giản cho mình vô trong đó, các bạn làm mũi, hay mình nhắc sơ các bạn làm mũi, bạn lấy một cái giá thấp nhất các bạn làm cho mình. Nói về mũi các, mình còn tư vấn cho mấy cái bạn kia nữa, nhưng mà bây giờ mình đang nói về mũi cái đã, mình đang nói vô mũi để cho các bạn nào mà muốn đi làm mũi thì nên tránh cái tình huống đó ra. Bởi vì mình có một người bạn làm bên mũi nè mọi người, các bạn cứ làm cái giá thấp nhất cho mình. Mình nói những cái người thật ở ngoài, người ta nhiều người ta không tin. Đây nè, nó có những, bây giờ mình nói ra nó rất dài dòng luôn, mình nói ra thì mình lại bỏ hai cái bạn kia nữa, mình không nói được để hết cái video. Mình nói sơ sơ cho các bạn xem là cái mũi của mình nó có hai công thức. Một cái công thức các bạn dựng trụ, các bạn dựng trụ, dựng trụ thì cái mũi của mình nó bay lên ha. Dựng trụ thì các bạn gọi là làm vết ngăn đó các bạn, thì nó sẽ cao ngay chỗ này lên nè, rồi nó kéo cái này xuống nè. Còn nhiều bạn thì muốn đơn giản có cái, nhưng mà mình khuyên các bạn nào mà có cái khung mũi, gọi là có cái khung mũi đẹp rồi á, thì các bạn không nên dựng trụ gì hết trơn á. Thay vì các bạn có cánh mũi, khung mũi trên này đẹp rồi nè, các bạn chỉ xẹp xẹp lên tí xíu, thì mình khuyên các bạn con chân tình làm cái giá thấp nhất cho tôi và chỉ nâng ở đây thôi, không có phải mà đợi người ta tư vấn mà để làm. Không phải bác sĩ nào cũng có tâm, mình không gom hết nha. Có những gì bác sĩ rất là có tâm thiệt, mình thấy có những người rất có tâm, tư vấn rất là ok. Có những người ta muốn tiền, người ta tư vấn nó khác mọi người, thì người ta bắt mình làm trụ rồi các cái này làm tùm lum tư lưa hết trơn. Các bạn nào mà mình đang nói, các bạn nào có khung mũi ok ha, không bị to, không bị phình, không bị, nói chung mà gọn mà chỉ có sẹo ít bên đây nè, thì ở đây thôi. Các bạn muốn cao đây thì các bạn lấy đơn giản cái sụn của bằng chống ở đây thôi, còn đầu mũi các bạn để bình thường đi, đừng có làm đơn, đừng có làm mắt gì hết trơn. Đừng có làm cho nó mắc tiền cao lên ha, làm cho trụ mũi lên hết trơn. Như vậy thì mình chỉ cao được ở đây thôi, cái đầu mũi mình xài bình thường ok, nó là thành mũi thật của mình mọi người, nó chỉ giả lên chút xíu thôi, ví dụ vậy đó. Thì như vậy rất là ok nha. Còn bạn mà nghe bài vẽ ra, bạn làm dựng trụ lên cho nó cao ra, nó bay tay đồ, đừng nên nha các bạn. Khi mà bạn đụng tới mấy cái ngăn, cái chất ngăn mũi này của mình nè, nó không phải các bạn làm một lần là được đâu nha. Hơn thì các bạn làm một lần xài được 5-7 năm. Mũi mà làm xong rồi không có nói được đẹp đâu, người ta làm xong rồi chụp liền, không có nói được đâu mọi người. Làm xong các bạn nhìn mở mắt ra, ừ gỡ mũi tôi xong thấy nó ngay rồi, chưa chắc đã ngay mọi người ơi. Về 1-2 tháng sau, 5-7 tháng sau mới biết được cái mũi mình có đẹp hay không, là cái giờ đó đó. Chứ còn làm mới mở rồi liền, ôi mũi tôi đẹp quá, giờ bự quá, ít bữa nó đẹp gì không có đâu. Còn cái méo, cái xéo nữa, nó cứ gom lại, nó cứ dính vô form của mình hay không thì 3 tháng sau mới biết được nha mọi người. 3-6 tháng sau. Có người làm 5 tháng, 5 năm sau người ta vẫn phải làm lại, bị lòi sống. Nó là như vậy đó mọi người, nói gì làm đẹp là như vậy. Mình khuyên cho các bạn nào mà khi mà đi làm mũi nha, thì bây giờ lắng sang những hai cái bạn mà làm gửi cho mình đó, thì video nó là dài nữa mọi người. Chắc mình lại tớp ra thêm cái video khác. Đáng lẽ là chủ đề này mình muốn góp lại mấy cái bạn kia để gửi cho mình luôn. Thì hình ảnh nó ghê lắm, mình tự mình vô chủ đề cái mình phải sẵn mình nói ra những cái gì cần thiết để giúp ích cho các bạn mà khi đi làm mũi. Mình khuyên câu chuyện tình các bạn nào, bạn nào mà mũi to thì mới cắt cánh mũi rồi làm đơn giản. Nói chung mà hạn chế đụng cái trụ mũi này nè, đụng trụ mũi này là không phải các bạn làm phát đẹp đâu. Mình hỏi mình nhiều bạn lắm rồi, làm hả bạc trăm triệu, khi mà làm lại có 100 triệu các bạn, thì làm lại 90 triệu, có 100 triệu không, mà khi mà sửa lại á, khi các bạn lấy sụn giả, sụn này tai nè, bạn muốn sửa lại hết cả vấn đề nha. Ừ, sụn tai nó ấp vô mình rồi mà nó khi mà nó không méo, đừng nói sụn tai mà không sửa lại nha các bạn. Sụn tai cũng phải sửa lại nha. Sụn tai các bạn khi mà bị méo rồi các thứ cũng phải sửa, nó dính vô mình sửa càng khó nha. Nó ăn bao bì vô người ta phải nạo cọt ra, nó cực lắm. Khi đó người ta tiền rất là cao luôn nữa. Cho nên mình khuyên các bạn làm mũi hãy chọn cái phương pháp đơn giản tí xíu thôi. Nếu các bạn đã có cái khung mũi nó ok rồi ha. Thì nói về cái làm mũi và trước khi đi làm mũi, mình mong là VM sẽ giúp ích cho mọi người ha. Thì mình cũng vẫn chưa nói hết những cái gì mình cần nói đó mọi người, nhưng mà video mình đã dài nữa rồi. Thì tới đây mình lại xin kết thúc nha mọi người. Mình lại nói tiếp video sau nha. Nói về video để làm mũi như thế nào, các bạn nên làm mũi ra sao và cái tình huống làm mũi. Vậy mình chia sẻ những cái gì có hữu ích nhất cho các bạn nha. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình cái nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.